Chào mừng các bạn đến với chuyên mục review đồng hồ của Gen Watch và mình là Đức. Sự kết hợp giữa thép và vàng 18K thì vẫn luôn là sự lựa chọn ưa thích của thương hiệu Tissot và mẫu Perix Powermatic 80 ngày hôm nay là một ví dụ. Ở trước video này thì mình đã từng giới thiệu đến các bạn là phiên bản mặt xanh và giờ thì sẽ là phiên bản mặt nâu với sự ấn tượng không kém. Theo nhận định của Đức thì sau xu hướng của màu xanh và màu xám qua đi thì khả năng sắc nâu này sẽ lên ngôi và trở thành một cái xu hướng mới. Và chính vì vậy mà mẫu đồng hồ này sẽ là một gợi ý tuyệt vời để đón đầu cái trend đó. Nói đến sức hút của Perix thì chắc chắn phải là thiết kế. Sự trở lại mạnh mẽ của phong cách thể thao sang trọng đến từ Audemars Piguet-Rouac và Patek Philippe Nautilus thì rất nhiều thương hiệu khác đã đồng loạt tham gia với những sản phẩm có mang phong cách tương tự. Và sau rất nhiều những cân nhắc và tính toán thì Tissot, một trong những hãng đồng hồ Thụy Sĩ có doanh số lớn nhất thế giới, đã quyết định tung ra dòng Perix với nguyên mẫu lấy từ chính dòng sản phẩm của họ, ra mắt vào khoảng những năm 1970. Tuy nhiên, phiên bản vàng 18K này thì còn hấp dẫn hơn như vậy rất là nhiều với thiết kế vành răng cưa hay còn gọi là fluted bezel. Ý tưởng này thì xuất phát từ kiến trúc cổ đại của Hy Lạp và La Mã như các bạn đang thấy ở trên hình và được ứng dụng thành công nhất bởi thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới là Rolex. Cụ thể thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều đường nét tương đồng giữa mẫu Perix này với các mẫu Rolex Oyster Quartz được ra mắt vào khoảng thập niên 70-80. Rolex thì đã ngưng sản xuất các thiết kế Oyster Quartz vào đầu những năm 2000, nên là với những ai mà yêu thích vẻ đẹp đặc trưng của chúng thì mẫu Perix của Tissot này là một phương án vô cùng hợp lý. Về các khía cạnh khác thì mẫu này vẫn sẽ đảm bảo các tiêu chí đặc trưng của đồng hồ đa dụng, bao gồm là bộ kim với tích hợp dạ quang, lịch ngày ở góc 3 giờ và khả năng chống nước lên đến 10 ATM, đảm bảo cho khả năng sử dụng khi đi bơi. Nhìn chung thì bạn sẽ có một mẫu đồng hồ mà gần như có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh, từ những môi trường cần đến tính trang trọng, lịch sự cho đến các hoạt động thường ngày. Bộ máy được sử dụng trên mẫu này vẫn là caliber quen thuộc là Powermatic 80 với 80 giờ chữ cót, đầy đủ khả năng lên cót tự động, lên cót tay và dừng kim giây khi chỉnh giờ. Kích thước cũng sẽ không có gì thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn, mặc đặc thù của thiết kế vỏ monoblock kiểu này là không có càng, nên là lắc to lắc chỉ là 46mm phù hợp với cổ tay nhỏ. Chỉ cần mặt phẳng cổ tay của bạn bằng mức này trở lên là có thể đeo được. Với những sản phẩm giá trị lớn như là đồng hồ thì tính chính hãng luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Hãy đến với các địa chỉ chính thức được ủy quyền bởi Tissot có tên trên trang chủ của hãng, đồng thời đi kèm đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng quốc tế. Đây là những yếu tố mà không thể làm giả và lại có thể dễ dàng kiểm chứng. Duy Anh tự hào là đối tác ủy quyền chính thức lâu năm của Tissot tại Việt Nam. Hân hạnh được đón tiếp các bạn. Giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.